Tặng ra. Xin chào anh chị. Video ngày hôm nay thì rất là đặc biệt bởi vì ngay bây giờ em sẽ thử tự dọn vệ sinh nội thất ô tô tại nhà. Và trong video này em sẽ có sự hỗ trợ của 3 sản phẩm đều đến từ thương hiệu Kumisai. Đầu tiên là một em máy hút bụi thùng nhựa KMS40. Tiếp theo là một em phun giặt thảm hơi nước nóng và một em phun khử khuẩn. Và tất nhiên không thể thiếu một chiếc khăn. So với ngoài tiệm thì vẫn còn thiếu rất là nhiều những cái dụng cụ cũng như là cái hóa chất chuyên dụng khác. Nhưng mà thôi, có sao thì mình dùng vậy thôi. Và anh chị hãy cùng chờ đón xem kết quả như nào nhé. Đầu tiên thì em sẽ dọn bớt đồ đạc và sử dụng máy hút bụi để hút sạch đất cát, vụn bánh rơi trên ghế và mặt thảm. Đây sẽ là bước làm sạch đầu tiên để những bước vệ sinh tiếp theo diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sau quá trình hút bụi, chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh ghế da, cánh cửa xe, táp lô bằng cách sử dụng máy phun hơi nước nóng và khăn. Việc sử dụng hơi nước nóng sẽ làm phá vỡ liên kết của các vết bẩn cứng đầu. Hơn nữa, nhiệt độ cao còn giúp loại bỏ các vi khuẩn, nấm mốc gây mùi hôi trong xe, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ok, đến bước này là chúng ta đã sắp hoàn thành việc dọn vệ sinh rồi. Và bước cuối cùng sẽ là xử lý mùi hôi trong ô tô. Như anh chị đã biết thì mùi hôi của một chiếc xe ô tô thường xuất phát từ 3 nguyên nhân. Thứ nhất là do da này, nhựa trong ô tô. Thứ hai là do cái điều hòa lâu năm không được vệ sinh, đặc biệt là giàn lạnh. Và thứ ba là đến từ những cái nguyên nhân khác như là đồ ăn này, nước hoa hay là khói thuốc lá. Với các chi tiết da và nhựa thì em đã vừa xử lý xong. Còn bây giờ thì với giàn lạnh này và không khí trong ô tô thì em sẽ sử dụng chiếc máy phun khử khuẩn thương hiệu Kumisai để xử lý mùi hôi trong ô tô. Khi máy làm việc, chúng ta sẽ khởi động xe lên, bật điều hòa và chỉnh cửa gió điều hòa hướng lên trên để gió tuần hoàn tốt nhất. Sau đó đóng kín cửa và để xe hoạt động trong khoảng 15 phút. Máy phun khử mùi ô tô Kumisai được tích hợp công nghệ nano hiện đại, phun dung dịch dưới dạng sương mù, giúp các hạt nano dễ dàng len lỏi vào ngóc ngách sâu để diệt khuẩn và tạo mùi thơm cho xe. Sau khi quá trình khử khuẩn kết thúc, chúng ta sẽ mở to hết cánh cửa ra để xe được thông thoáng, các khí còn lại ở trong xe sẽ thoát ra ngoài. Không gian trong khoang xe sau khi được làm sạch xông hơi diệt khuẩn và tạo mùi thơm thật sự cho cái cảm giác rất là khác so với lúc ban đầu. Tuy chưa được sạch 100% bởi vì chúng ta vẫn còn thiếu những cái dụng cụ chuyên dụng khác, nhưng mà những cái vết bẩn đấy, đất cát đã hầu như đã sạch rồi này. Thậm chí những cái thứ chúng ta không nhìn thấy được như là vi khuẩn, nấm mốc chắc chắn đã hạn chế đi rất là nhiều. Để mà tự mình vệ sinh một cái khoang xe như thế này thì em thấy rất là mệt và tốn thời gian. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó thì đây cũng là dịp để chúng ta có thể quan tâm chăm sóc cho xế yêu của mình ha. Và cả 3 sản phẩm trên đang được phân phối chính hãng tại nhà máy Đặng Gia. Nếu như anh chị có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy truy cập vào website trung tâm mua sắm hoặc là liên hệ trực tiếp qua hotline. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.